Anh sao vậy? Không có sao. Giận em phải không? Anh không có giận em. Anh chỉ buồn cho bản thân mình thôi. Cái thái độ anh vậy á là biết anh giận em. Vì không cho ba má anh mượn tiền đúng không? Mà anh thử nghĩ coi, em không cho ba má anh mượn tiền vậy á là đúng hay sai? Anh là con nhà nghèo, lỡ thương em là con gái nhà khá giả, vì muốn cho em nở mày nở mặt và muốn cho anh có chút vốn để khi về sống bên nhà vợ không bị coi thường, thì em anh đã ban ruộng để cho anh. Vậy mà bao nhiêu lâu nay anh chưa làm được gì cho tía má anh hết, hỏi làm sao anh vui được. Sao mà anh cứ phải dằn vặt cái chuyện mà ba má anh bán ruộng lo cho anh vậy? Trong khi má đó, má đi vay mượn khắp nơi là lo cho thằng Lộc nó cưới vợ, rồi mở tiệm thuốc tây cho nó, rồi nhà cũng có phần của thằng Tùng. Tính ra anh còn thiệt thòi hơn hai người đó nữa đó. Anh nhìn em nè, em là nữ sanh ngoại tộc, vậy á mà ba má em cho em hết căn nhà, còn bên nhà anh có miếng ruộng nhỏ xíu à, bán còn không được hưởng trọn vẹn, còn phải trừ lại cái phần tiền đã mượn trước rồi. Vậy mà anh cứ nhắc tới nhắc lui hoài, em nghe nhức đầu quá. Nhà anh đâu thể nào so sánh với nhà em được. Anh là con trai lớn, thấy tía má cực khổ vậy sao anh vẫn dưng được? Anh tưởng là em không biết cái thái độ của anh khi mà không cho tía má anh mượn tiền hả? Nhưng mà anh nghĩ coi, phải chi mà tía má đau bệnh khó khăn mà em kêu kìa em không cho mượn thì anh nói. Rồi còn cô ba nữa, đi suốt ngày mượn tiền, đi chơi, đi đánh bài, đánh bạc, đề đớm, bê tha, rồi mắc nợ người ta, rồi tự nhiên bây giờ bắt gia đình gồng gánh à. Anh nghĩ đi, cái chuyện có đáng giúp hay là không? Em mang tiếng là con gái con nhà giàu, đáng lẽ đó em phải đánh quần đánh áo son phấn trao chuốt, ra đường có kẻ hầu người hạ, mà em có làm vậy đâu. Em thương cha con anh, em gồng gánh một mình em làm suốt ngày. Sao anh không hiểu cho em vậy mà anh bắt em phải gồng gánh trách nhiệm với con nhỏ em hư đốn của anh như vậy chứ? Anh biết là em vì cha con anh mà cực khổ, anh không đòi hỏi gì hơn nữa. Không đòi hỏi mà giờ rồi không cho mượn tiền chút xíu mà cái mặt như đưa đám vậy đó. Mà tía má muốn bao bọc con gái của mình, tự nhiên bắt con dâu phải gánh. Còn anh á, thương em út, bắt vợ chìa lưng ra gánh nợ. Anh nghĩ kỹ coi, anh làm vậy có phải anh xử ép em không? Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Thôi mình ngủ nha.